Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 22 tháng 7, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác, tuy nhiên lượng mưa sẽ giảm so với những ngày trước. Còn ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa lớn vẫn còn kéo dài ở nhiều nơi, khiến nguy cơ ngập úng tại nhiều tuyến đường tăng cao. Sau đây là những thông tin dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và rông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, Khu vực phía đông bắc bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực ven biển và nam đồng bằng đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác. cục bộ có mưa vừa mưa to. gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa rào và rông vài nơi. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Để chủ động lên kế hoạch sắp xếp lịch trình công việc và học tập, người dân nên theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo về diễn biến thời tiết.